Đây, những cái nguyên liệu bây giờ Mai đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Bây giờ Mai sẽ wrap vô. Rau Mai cũng rửa rồi. Không có đúng loại rau mà mình mong muốn của chính chị ha. Thôi chị kệ nó đi. Mai sẽ để mấy miếng mực vô. Rồi, hai con tôm. Mai để cái nồi nước thiệt là sôi lên ha. Hấp dẫn quá. Trời ơi, Lâm, lần đầu tiên Mai nấu tô bún Thái nha cô chú anh chị. Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Mai đang nấu đồ ăn sáng trong xã Mai nè. Đây cái món cà rốt quen thuộc thôi cô chú anh chị. Mai không hiểu mấy người Mỹ khác như thế nào chứ sao mà chồng của Mai á các bạn thích ăn cái món này ghê nha. Chỉ có cà rốt với bơ này nọ bỏ vô thôi mà cũng thích nữa. Để bỏ muối vô. Thì bây giờ Mai nấu cà rốt. Xong rồi Mai sẽ đi chiên cái bacon mà turkey của chú anh chị ha. Và cái con gà tây á, thịt xông khói mà làm từ con gà tây. Cái thịt này thì nó sẽ không ngon bằng thịt heo đâu. Tại thịt heo nó có mỡ nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà do là nhà Mai có bà nội đó nên bà nội không có ăn thịt heo. Mình chiên cái này thì có thể bà nội ăn cũng được. Đây, bình thường thì Mai chiên bacon bằng nồi chiên không dầu nhưng mà hôm nay chiên thử bằng cái chảo này thì coi coi sao cô chú anh chị ha. Còn Mai sang cà rốt ở bên cái chảo này để nấu nó nhỏ nó vừa hơn. Mai đậy nắp lại cho nó nhanh chín. Đây sắp chín rồi. Mai nghĩ mà bacon nó teo teo lại vậy là nó sắp chín rồi đó. Còn cái này cũng sắp được rồi. Đây bây giờ Mai để dưới cái khăn giấy để thấm cái dầu. Ok you do that. Ông xã mày nói lấy cái khăn giấy khác để lên để cho nó so we're wetting this on there. Nó thấm cái dầu đi cô chú anh chị cho nó không có còn dầu nữa. Đúng là mấy cái bacon này nó hay nhiều dầu mỡ ha. Đây xong rồi mày nói ông xã mày đi lấy dĩa đi ăn đi, tự lấy dĩa ra ăn đi. Mày còn đang chiên bacon mà. Thank you. Okay. Welcome. $15,000, $20,000. Đây xong rồi cô chú anh chị. Đó, ông xã Mai thì đứng đây vừa đứng vừa ăn. Nhiều khi đứng ăn nói chuyện chung với vợ vậy thôi chứ bình thường ông xã Mai thì thích ra ngoài ngoài kia ăn hơn. Đó, Mai sẽ làm cho nó khô cái dầu này cho nó đỡ ngấy. Này ông xã Mai bỏ thêm một cái miếng khăn giấy vô cho nó ấy hết mỡ đi. Đúng thiệt á, không nhiều mỡ lắm ăn. It's probably dangerous chemicals in this, you know. Ngán chết. Ông xã mình nói là có thể là cái giấy đó nó cũng có những cái hóa chất gì độc hại nữa mình cũng chả biết nữa. Nên thành ra tránh cái này nhiều khi nó lại vướng phải cái kia nữa. Nói chung là cuộc sống này nó không bao giờ là hoàn hảo hết á. Đây cả nhà ơi, bây giờ thì nhà Mai quyết định nấu món bún Thái của chú anh chị. Thì đây là những cái gia vị mà Mai đã lôi ra nè. Đây là sả đông lạnh, thơm đông lạnh, lá chanh đông lạnh và củ riềng ha, với lại cà chua nữa. Còn đây là những cái tôm mực mà Mai đã làm sơ rồi cô chú anh chị. Tại Mai còn có một ít tôm với một ít mực nên Mai định làm luôn. Và đây là thịt bò ha. Thì ba cái này là nguyên liệu để mình ăn thịt đó. Còn Mai thì không có dưa rau muống ở cái khu này nên thành ra là Mai rửa hành ngò rồi. Với lại này là xà lách rồi Mai sẽ có một chút cái đá húng lủi nè cô chú anh chị. Mai ngâm cho nó tươi ra rồi Mai rửa sạch ha. Nói chung là xa chợ Việt Nam nên thành ra là có gì nấu đó thôi. Thì hôm qua thì Mai đã hầm nước dùng rồi đây. Thì bây giờ Mai sẽ nấu bún Thái. Lần đầu tiên Mai nấu món này luôn. Bây giờ mời cả nhà cùng lần đầu tiên tập nấu món ha. Bún Thái chung với Mai nha. Thật sự là cũng lần đầu tiên cô chú anh chị. Mai chưa bao giờ nấu cái món này hết á. Nhưng mà sẵn tiện thì mình có nguyên liệu với lại mình thèm thì mình nấu thôi. Mai sẽ trước tiên Mai sẽ phi cái dầu màu điều cho cái màu nó đẹp ha. Màu nó vừa đẹp rồi ha. Mai sẽ tắt bếp. Mình vớt hết cái hộp này ra. Đây, sau đó thì Mai sẽ bỏ tỏi vô. Tỏi mà Mai đập dập thôi nha cô chú anh chị. Mai để cho nó thơm á. Chứ Mai không có muốn nhuyễn nó tại sợ nó bị đục cái nước ha. Thơm quá. Thơm rồi. Mai bỏ cà chua vô Mai xào.
Đây là ba trái cà chua. Rồi nó thơm. Trời ơi nó thơm. Ngon quá. Đây, bây giờ Mai sẽ đổ cái nước dùng hôm qua Mai nấu vô. Đây, sau khi bỏ vô thì Mai bỏ thơm vô cô chú anh chị. Cái này là thơm mà thơm đông lạnh á, Mai để từng miếng á, Mai bỏ vô. Sả này Mai đập dập, Mai cắt khúc, Mai cũng bỏ vô luôn cho nó thơm. Bỏ lá chanh vô nè. Bây giờ riềng thì Mai đập dập ra để Mai bỏ vô. Củ riềng này nó dài dễ sợ, đập nó muốn xỉu luôn vậy đó. Trong thời gian Mai chờ cái nồi nước nó sôi lên để Mai nêm lại thì Mai cũng chuẩn bị hành với lại rau của chú anh chị. Ôi trời ơi, lần đầu tiên Mai nấu Mai cũng không biết là thành công không. Thì cứ tập thôi, ở bên nước ngoài thì cứ học hỏi dần dần. Bây giờ mình nay mình thèm món này thì mình nấu món này, mai mai mình thèm món khác thì mình lại nấu món khác. Đâu có ai mà giỏi ngay từ đầu ha. Mai thì hồi xưa dở, không có phải là dở lắm nhưng mà không có chú trọng đến việc nấu nướng lắm. Tại vì Mai hồi xưa rất là bận cô chú anh chị. Mai đi làm á, xong rồi cỡ như về nhà là phải nhảy vô ôm hai đứa con, nên thành ra là không có thời gian nấu nướng, đi làm cả ngày rồi. Bây giờ qua đây mà không nấu thì nhịn thôi chứ không có ai nấu cho mình ăn đâu. Ơi ngò này chắc Mai để một ít là Mai để nguyên, còn một ít là Mai cắt ra ha. Đôi khi cái ngò mà nguyên cọng mà ăn cũng ngon ha. Đây là hành ngò Mai cắt rồi. Cái này là cái gì ta, đuôi bò. Đuôi bò mà bữa Mai hầm để lấy nước dùng đó cô chú anh chị. Đây thì cái nồi nước của Mai nó cũng bắt đầu sôi lên này. Sôi lên thì Mai sẽ hớt bọt, cái lại Mai dặn nhỏ lửa lại rồi. Thì bây giờ thì Mai sẽ nấu trụng tôm với lại mực ha. Trước khi mình ăn á, tôm này thì Mai lột vỏ hết rồi, nên thành ra là rất là dễ chín luôn, rất là nhanh chín ha. Ôi da, Mai trụng hơi hơi thôi cô chú anh chị, tại chút xíu nữa là mình để vô là mình chan nước nóng vô nó cũng chín thêm ha. Tôm này Mai mua trong Costco nè, nên rất là ngon luôn á. Tôm này là tôm tự nhiên ha, chứ không phải là tôm nuôi đâu, tôm đánh bắt. Rồi, để ra dĩa. Sôi quá. Rồi, bây giờ tới mực. Mực thì Mai để nguyên con, Mai trụng luôn. Khi nào mà chút xíu Mai vớt ra rồi Mai cắt ha ha. Trụng cũng săn lại thôi, chứ mà trụng nhiều quá là nó sẽ bị dai nha cô chú anh chị. Chút xíu nữa thì mình sẽ phải chan cái nước nóng vô một lần nữa. Săn lại đi đó, mình nghĩ được rồi đó. Đây, giờ Mai sẽ cắt mực ra. Ông xã Mai hỏi nấu cái gì vậy? Mai nói nấu mì. Nó hơi bún riêu hả? Nói không, ông nói nhìn giống bún riêu quá. Đây cả nhà, tôm mực, thịt bò. Đây những cái nguyên liệu bây giờ Mai đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Bây giờ Mai sẽ wrap vô, rau Mai cũng rửa rồi. Không có đúng loại rau mà mình mong muốn của chính chị ha. Thôi thì kệ nó đi, có rau gì ăn rau đó. Rồi bây giờ thì Mai sẽ đi luộc bún. Đây.
Đây cả nhà ơi, cái nồi bún Thái của Mai đã xong rồi đây. Thì ở trong này Mai có nêm me nè. Me thì ở bên Mỹ không có cái me vắt của mình, nên Mai nêm bằng me này ha. Mai nêm đường nè, và nêm muối với nước mắm. Vậy thôi, đơn giản. Mọi người thì nêm theo khẩu vị của gia đình mình ha. Mai đã có nồi bún Thái rất là ngon đây. Đây, bây giờ mời cả nhà ăn bún Thái chung với Mai nha. Mai sẽ, đây là tô bún mà Mai luộc rồi nè. Mà sẽ để mấy miếng mực vô. Rồi, hai con tôm. Hai con tôm, để coi châu đầu vô nhau đi cho nó xinh xinh. Màu mè hoa lá hẹ ha, giống hình trái tim nè, đó. Rồi. Quên nữa, còn thịt bò nữa, mình tưởng là chỉ có như đây là đủ thôi. Đậy lại cho nó khỏi có khô ha cô chú anh chị. Để ngoài sẽ nó khô. Chích. Rồi xong. Thịt bò này cũng ngon lắm. Thịt bò này là thịt bò trong Costco luôn nè. Costco nói chung là Mai rất là tin tưởng thịt của Costco ha. Đây đáng lẽ là người ta không có cái đuôi bò đâu mà Mai khuyến mãi thêm cái đuôi bò nữa. Tại vì Mai hầm cái đuôi bò để lấy nước cái xương đó cô chú anh chị. Đó, Mai bỏ miếng hành nè, miếng ngò nè, miếng tiêu ha. Rồi mấy cái cọng ngò. Cái này chắc bỏ lên sau quá. Để Mai chút Mai trang xong Mai bỏ lên sau ha. Mai lấy mấy cái đầu hành này, Mai bỏ vô trong cái nồi nước. Đây, bây giờ Mai sẽ chan nước vô. Mai để cái nồi nước thiệt là sôi lên ha. Hấp dẫn quá. Trời ơi, Lâm, lần đầu tiên Mai nấu tô bún Thái nha cô chú anh chị. Tắt bếp đi. Mai sẽ lấy mấy cái đầu hành này bỏ vô. Phải nhấn chìm mấy cái thịt bò xuống cho nó chín. Mai thì Mai không có thích ăn thịt bò tái đó. Cái này thì Mai bỏ lại. Cái đó là lá chanh đó cô chú anh chị. Thôi hấp dẫn quá. Đây nè cô chú anh chị thấy không, Mai có húng lủi, Mai không có rau muống, nên thành ra là Mai có salad. Mai sẽ để salad vô. Mai để ít ngò vô nữa. Trời ơi, Mai thích ăn mà nhiều rau quá cô chú anh chị. Quá trời rau luôn ha. Tô này hấp dẫn quá. Để Mai chan thêm miếng nước nữa. Để rau vô có thấy là diễn ít nước hẳn. Hôm Mai đã làm một chén nước mắm ớt nữa. Trời ơi, nó ngon. Chút xíu ăn thì Mai sẽ lấy miếng nước mắm này bỏ vô đây. Tại vì Mai nêm cũng vừa vừa chứ không có nêm đậm lắm. Để nước mắm vô thì nó sẽ ngon hơn. Ôi trời ơi, mời cả nhà ăn bún Thái chung với Mai nha. Ôi lần đầu tiên Mai nấu cái món này luôn. Mà nghe mùi hấp dẫn lắm. Cả nhà ơi, nghe mùi thơm lắm. Tại vì ở trong này có lá chanh với lại có sả. Nghe mùi thơm của hai cái đó cộng lại. Trời ơi, khỏi phải nói. Mai chan miếng nước mắm vô. Hấp dẫn quá. Đúng thiệt. Ở xa nên thành ra là muốn ăn cái gì cũng phải tự nấu ha. Ngon dở gì tự sự. Rất là ngon luôn. Lâu lắm rồi mới ăn cái món này. Món quê hương. Mà đặc biệt là nó nhiều rau nữa. Mai thích ăn rau vậy đó. Sáng giờ mới ăn được tô bún này thôi đó. Ngon quá. Nó thơm mùi lá chanh, nó thơm mùi sả, nó thơm gì đâu á. Chấm miếng nước mắm nha. Ngoài trời đang mưa mà Mai ngồi ăn tô bún này còn gì bằng nữa ha. Trời ơi, đã quá. Coi mực này của chính chị Mai thích ăn nhất là cái rau mực á ha. Đây,
Coi nè. Nó giòn rụm luôn. Mình trụng như vậy thì mình sẽ không bao giờ mình sợ là mực nó bị quá lửa ha, cô chú thì trụng nó vừa ăn rất là ngon. Thịt bò cũng chín tới nữa. Mà con tôm nè, tôm này là tôm tự nhiên chứ không phải là tôm đánh bắt đâu. Ngọt. Nó vừa chín tới, nó ngon, nó ngọt, nó tươi. Ngon quá. Hôm nay mày mặc cái áo màu đỏ, mày đánh cái son màu đỏ chót luôn, xách cái vỏ màu đỏ nữa chứ. Coi cuộc đời hôm nay là một ngày rất là đỏ ha. Ra đường là đừng có đi ra đường nha, mấy con mà đi chúng gặp mấy con bò là nó hút chết á, không được đi vô trang trại nuôi bò. Ngon quá. Ở bên Mỹ mà vẫn được ăn bún Thái thì còn gì bằng ha. Bởi vậy nói chung là ở bên này chỉ có ghiền nhất là đồ ăn Việt Nam thôi cô chú anh chị. Bởi vậy trước khi mà về Việt Nam á, là phải lên một cái list sẵn. Nói ra nghe xấu hổ thiệt, lên một cái list sẵn á, là mình về Việt Nam mình sẽ ăn món gì, món gì, món gì. Vậy đó, mà tự nhiên cứ về Việt Nam tự nhiên nó hết thèm mà. Nó ngang xương, nó ngược đời vậy đó. Ở bên này thì thèm đủ thứ, về Việt Nam cái không thèm món gì hết trơn á. Nóng nóng, chua chua, ngọt ngọt, cay cay, quá ngon. Thơm thơm nữa chứ. Thơm mùi xả, thơm mùi riềng, thơm mùi lá chanh. Lá chanh hôm nay mua mày để tủ lạnh đông đá của chính chị, mỗi lần nấu lôi ra nấu. Nó mới, nó như mới vậy đó, nó không có gì hết á. Trời ơi, mày đã ăn hết sạch cái tô này luôn rồi cô chú anh chị. Nhưng mà cái tô này mày để ít bún lắm, nhiều rau ha. Đây, bây giờ thì mày dọn vô trong những cái bịch giúp lóc đó cô chú anh chị. Dọn rau vô để một miếng giấy vô để thấm cái nước á. Ông xã mày nãy chạy ra hỏi mày chứ em làm cái gì mà từ sáng tới giờ em cứ đứng trong bếp suốt vậy. Mày nói chứ thì em nấu xong rồi em ăn xong rồi em dọn. Đó, ông xã mày thì nhiều khi không có thích vợ cực khổ quá đứng nấu nhiều đâu. Vợ mà nấu nhiều quá cứ đứng trong bếp hoài là cũng than phiền nha. Đó là lý do tại sao mà đôi khi thì Mai cũng ít cái nấu lắm, tại vì nấu nhiều cái ổng cũng than phiền. Rồi nói chung là đi ăn nhà hàng thì thích cả nhà ngồi ăn nhà hàng chung với nhau vậy đó. Ông xã Mai thì thích nó khác một chút xíu, như đàn ông Việt Nam mình thì thích vợ nấu ăn, thích vợ này nọ, nhưng mà đàn ông xã Mai thì không thích vợ nấu ăn lắm, hầu như là chỉ thích đi ăn nhà hàng chung với vợ thôi. Này, Mai cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng với Mai nấu và ăn cái món bún Thái ngày hôm nay. Lần đầu tiên mà nấu như vậy thì thôi coi như cũng thành công rồi cô chú anh chị ha. Hy vọng là cả nhà yêu thích video ngày hôm nay của Mai. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.